số đỏ chương 6 lại chuyện sân quần trong một gia đình văn minh xuân tóc đỏ nhảy ba người cùng đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân bà phó đoan chỉ tay huyên thuyên nói đấy anh chị xem ba công thợ rồi đấy mà mới chỉ được có thế không biết đến đời nào mới xong một cái sân quần. Văn minh chồng nói. Dì đừng nóng ruột. Vì xây một cái sân quần không phải là một việc chốc lát. Văn minh vợ cũng họa theo. Và lại, dì cháu ta có vội gì đâu. Bao giờ xong thì ta tập. Ấy, chỉ có thế. Cái sân mới hơi hơi thành hình vì người ta mới đổ nên bằng gạch tập vụn và tưới một vài nước bít to. Trung quanh khu vuông ấy, những cây chanh, những cây hồng và cỏ đều bị phạt đi, bị cuốc lên, nằm ngổn ngang bừa bộn như trong một cảnh tàn phá. Ba phó đoan đã phá khu vườn hoa để xây cái sân quần ấy, chẳng bởi tự lòng hẫm mộ thể thao mà thôi. Nhưng mà còn vì lẽ gì, cái đó có đấng thượng đế biết rõ. Tuy vậy, bà cũng nói: "Ngó 800 bạc một cái sân, Chả biết thế là rẻ hay đắt?" Văn Minh vợ vội nói ngay: "Không đắt đâu gì ạ. À. Gì cứ nhớ lại những lúc các hội thể thao hết diễn kịch lại quyên tiền mà có mấy cái sân quần cũng mãi chẳng xây xong, thế mà gì cho xây cái sân này chưa đến 800, tưởng cũng là rẻ." Cho rằng bà phó đoan làm việc ấy chỉ là vì lòng hâm mộ thể thao và yêu chuộng cô cháu nghĩa là vợ mình ông văn minh thấy cần nói những câu ân nghĩa để đối phó với một sự nhờ vả ông uốn lưỡi bảy lần trong miệng rồi mới tám và lại dẫu có đắt nữa thì cũng không nên phản nàn biết đâu rằng sau khi nhà này có cái sân quần thì cuộc đời của gì lại không bắt đầu vào một kỷ nguyên mới rồi nhà này sẽ biến thành một nơi tựa như một câu lạc bộ một chỗ họp mặt một chỗ hò hẹn của những kẻ thượng lưu trí thức trong nước để làm việc cho xã hội ngày một tốt đẹp văn minh hơn gì làm những việc ấy không những có lợi cho thanh danh của gì nhưng mà cũng còn là chăm sóc đến cái tương lai của em phước nữa theo ý tôi thì trẻ con thời buổi này cần phải được hưởng tất cả những sự giáo dục mới mẻ của văn minh được giáo huấn về xác thịt cũng như về tinh thần. Xưa kia, các cụ chỉ nghĩ đến khối óc mà thôi, đó là một sự sai lầm rất tai hại. Ông ta nói thế một cách liến thoáng trôi chảy như nước suối, sốt sáng như những người không thành thực chút nào cả. Đến nỗi bà phó đoan nghe xong, tuy chẳng hiểu quái gì, nhưng cũng thấy êm tai và nhất là sung sướng vì cả hai bên cùng làm khác với ý nghĩ mà lại có vẻ như hiểu rõ bụng tử tế của nhau lắm việc xây sân quần mà lại để cho cả cái xã hội văn minh thì ba có cần gì ba người quay vào buồng khách ai cũng hài lòng như ai tự nhiên bà phó đoan hỏi này cái anh chàng xuân xem chừng cũng được việc đấy chứ cô cháu đáp hắn thông minh lắm Mới vào làm có vài ngày mà khách khứa xem ý ai cũng mến Bà phó đoan sung sướng mà rằng Số anh ta tốt lắm đấy Ở đâu là vui vẻ đấy, thịnh vượng đấy Thế à, có lẽ đúng thật Từ hôm có hắn thì quả nhiên khách may mặc cũng có đông hơn lên Ông cháu rể ôn tồn Được cái, mồm miệng hắn cũng nhanh nhậu Bà phó thêm có người đi đến đâu chết châu đến đấy anh ta thì đi đến đâu cũng vui vẻ đến đấy âu cũng là tại số chỉ thương hại về nỗi bồ côi sớm chứ không thì nếu được ăn học tất cũng nên người như ai ông văn minh sửng sốt phản đối thì sao gì bảo sao việc gì mà phàn nàn làm nghề nhật ban hay giúp việc cho hiệu may thì cũng là giúp cho xã hội tiến bộ cả hắn có bồ cô như thế thì sau này có được chút danh vọng gì mới càng đáng quý còn những ông con quan những ông con nhà giàu mà sau có được hiển vinh thì có gì là lạ hắn có thể tự hào là bình dân bây giờ mà nói đến quý phái trường giả là cổ hủ là không đúng mốt nữa khắp thế giới đâu người ta cũng chỉ coi trọng bình dân thôi để chỗ cho bình dân bình dân vạn tuế Nghe những câu nói ấy, bà Phó Đoan cũng thấy ông cháu rể là văn minh, tấn tiến, rất xứng đáng với chức du học sinh. Tuy là không có văn bằng, bà ôm lấy con Lulu vào lòng, một cách thân yêu như ôm một người tình nhân, ngáp dài một cái rồi nói. Bảo lại mà sao mãi không thấy? Ông văn minh ngửa đầu, tựa thành ghế, lấy điếu thuốc ăn lê thứ 18 ra để lên miệng, oai vệ quẹt diêm vợ ông ta để cả hai chân lên bàn cái bàn lùn tin tịt đài các y những phụ nữ tân tiến khác và hỏi quái sau buổi chiều hôm nay chả thấy ai đến chơi thế nhỉ chắc lát nữa thế nào cũng có vài người bạn tôi đến chơi đấy ai những ai hở mình bà phó đoan cũng hỏi ai phái mới hay phái cũ văn minh đáp anh doctor trực ngôn với lại joseph thiết với lại một vài người bạn nữa à những người đã được tôi giới thiệu cho gì và muốn lại đây đáp lễ hay lắm reo lên thế rồi bà phó với tay lên cái quả điện để bấm chuông khi người bếp chạy lên bà ra một cái lệnh đi mua nước đá và sửa soạn đồ nước mở rộng cái cửa chính ra Xích cổ mấy con chó vào một chỗ Mau lên Cái quạt trên trần nhà Quay tít làm cho những thớ lụa Ở những thứ quần áo mỏng Gần băng giấy hút thuốc Cái mấp máy nhảy như sóng gợn Một cách rất mỹ thuật Trên làn da thịt trắng trẻo của hai phụ nữ Cũng tân tiến như nhau Mặc lòng tuy có khác xa nhau Tiếng quả lắc đồng hồ Tăng thêm sự tĩnh mịch của gian phòng Với con chó tây trong cánh tay với hai con mắt mơ màng nhìn lên chiếc quạt. Bà Phó Đoan có vẻ là linh hồn nước Việt Nam trên đường tiến hóa và giải phóng. Văn và Minh thì cứ uể oải nhọc mệt như những kẻ không bao giờ phải nhúng tay vào một việc gì nặng nhọc, mặc dầu đã bao lâu nay rồi, cả hai người vẫn phải làm những công việc của tứ khoái một cách rất văn minh và vẫn cổ động xuông cho chủ nghĩa bình dân một tiếng chuông dài kêu ran lên ngoài giàn thiên lý làm cho bà chủ ngồi nhổm dậy mấy phút sau một ông già lo do bước vào hai vợ chồng văn và minh đứng lên thì bà phó đon đả lại cụ thật không ngờ hôm nay cụ hồng lại quá bộ đến chơi với em cụ hồng chưa kịp đáp đã giữ lấy ngực để ho sụ sụ lên một hồi dài ghê gớm như sặc thuốc lào tuy giữa mùa hè cụ cũng mặc áo bông và đi giày da cụ vào thì một bầu không khí sặc lên những mùi dầu bạc hà cũng theo cụ vào phòng trên ngực cụ có mấy cái cuống huy chương cặp vợ chồng văn minh đưa mắt nhìn rất chán nản vì cụ hồng chính là ông bố xưa kia cụ là một ông phán sau khi hưu trí nghiệm rằng cụ đã giúp nước phò vua trong ba mươi năm tròn nhà nước bèn ân thường cho cụ Hồng Lô Tự Thiếu Khanh. Cụ đã là một người dân bảo hộ trung thành, một viên chức hướng mẫu, một người cha nhân từ vì sợ sệt và vâng lời con cái như một người nô lệ. Cụ lại còn nghiện thuốc phiện nữa. Điều ấy mới thật tỏ rõ cụ hoàn toàn là người Việt Nam. Chí bình sinh của cụ Hồng chỉ là được làm một cụ cố, cho nên chưa 50 tuổi cụ cũng đã làm ra vẻ già cả sắp chết. Ra phố là cụ phải mặc áo bông, chứ đến mùa rét, cụ đã khoác cái áo bà đờ suy dày xù. Trước khi trả tiền phu xe, cụ phải ôm ngực, ho rũ rượi hàng năm phút và đếm nhầm một xu để phu xe tưởng cụ đã lẫn lộn. Nằm dài bên khay đèn thuốc viện, nghe ai nói chuyện, cụ cũng nhắm nghiền mắt lại, nhăn mặt khẽ gắt. Biết rồi biết rồi khổ lắm nói mãi mặc dầu cụ chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao mặc dù cụ vẫn vui lòng lắng tai nghe cũng như nhiều người phú quý có tiền cho con sang tây học một cái chơi cụ hồng kính phục con cụ lắm sau những buổi cơm cụ thường đem chuyện con trai cụ ra làm món xè. mặc dầu con trai cụ chỉ là ông văn minh Cụ cũng tiêu nghỉ ở chỗ, con cụ không kiếm nổi mảnh văn bằng nào. Nhưng khi nghe con cụ cãi rằng, học thức không cần văn bằng, những người như Phạm Quỳnh hay Nguyễn Văn Vĩnh mà khảo đến bằng thì thành ra vô học hay sao? Thì cụ lại được yên tâm. Ngoài ra, cụ lại còn kính thờ con cụ ở chỗ con cụ là một nhà cách mệnh trong vòng pháp luật. Vì làm như văn minh đương làm chính là cải cách xã hội một cách tha thiết mà có công hiệu mà lại không sợ tù tội hay mất đầu như những nhà cách mạng những người ngu dại mưu hạnh phúc cho đồng bào mà chẳng làm cho đồng bào được biết cái gì là nhảy đâm, cái gì là y phục tối tân với ngân ấy điều kiện đã đủ khiến cụ hồng trung thành với ông con đã pháp du của cụ cũng như trung thành với nước đại pháp và nhắm mắt tin theo văn minh chẳng kém những người hủ lậu và ngu dốt khác những kẻ chẳng hiểu văn minh là cái quái gì Cụ đã xưng toa ma với con Hết sức hoàn nghênh Đủ mọi việc Và đủ mọi cử chỉ tây tàu của con cụ Bà phó đoàn giơ tay cho cụ Hồng vịn mà đi vào Sau khi rón rén ngồi xuống ghế Một cách lật đật Như một cụ cố chính hiệu Có thứ cố chính hiệu Cũng như có thứ giả hiệu Cụ bèn hỏi Thế toa đến đây từ bao giờ Thế hỏi toa à? con giai cụ đáp trống không lúc nãy moa đi tìm toa có việc cần cụ via nhà ta dễ sắp về bây giờ tưởng đã đến lúc tìm một vị y khoa bác sĩ để trước khi cụ via chết cụ via cũng được hưởng một chút khoa học thái tây bà phó đoan sửng sốt hỏi thưa cụ cụ tổ nhà ta đau ra làm sao cụ hồng lại ho khạc một hồi dài rồi mới thùng thình đáp nặng lắm bà tính đã hơn tám mươi tuổi rồi mà còn cứ sống mãi vợ văn minh giàu mò nói sống như vậy thật là trái lẽ tạo hóa cụ hồng phân trần nên tôi mong cho cụ tôi về đi là vì cụ tôi chết sớm ngày nào hay ngày ấy chứ sống mà ăn không được ngủ không được lúc nào cũng kêu rên nằm đâu cũng phóng uế ra đấy thì sống mà làm gì và lại nếu ngộ nhỡ ra tôi lại chết trước cụ tôi thì có phải là nhà sẽ mắc cái tiếng vô phúc không nếu cụ tôi chết trước thì mới có người trông nom cho thiên hạ mới vì tôi mà đi đưa đám đông thì đám ma mới được linh đình trọng thể bà phó đoan cười như trong rạp hát mà rằng <laughs> như vậy thì còn mời đốc tờ làm gì á à, phải mời chứ tha cụ tôi chết với đốc tờ còn hơn không thuốc men mà chết mời đốc tờ thì cũng là chỉ để cho bệnh nhân chết Chứ có để chữa cho bệnh nhân sống đâu mà lo Văn Minh giọng giặc nói Như vậy thì không cần những vị bác sĩ có danh tiếng cho lắm Ông bố thêm Chính thế ta chỉ cần một ông đốc tờ lang băm mà thôi Toa thử xem trong đám bạn hữu cũ Có anh nào mềm nhất, ít khách nhất không Ông còn ngồi xuống ghế Ôm đầu nghĩ ngợi một cách nghiêm trọng như khi người ta chủ trương một cuộc mưu sát bằng khoa học rồi nói Moa có một thằng bạn hiện đã mở phòng khám bệnh độ 2 năm nay cũng về nước cùng một chuyến tàu với Moa số người chết vì hắn cũng khá nhiều một anh chàng lên đinh râu phải chữa bằng thuốc mán cẩn thận thật là một ông lang băm có danh vọng vợ văn minh hỏi cái anh chàng đã toan làm hại đời một nữ bệnh nhân ấy à Văn Minh gật đầu Phải đấy Bà phó đoan trận trưng hỏi rôn Ai, ai, ai thế Nhưng cụ Hồng đã gạt phắt đi mà rằng Ta chỉ cần một ông thầy thuốc làm bộ Hay cho đơn thuốc mạnh Hoặc là hay khệnh khạ Là đủ giết nồi cụ viên nhà ta rồi Bà phó đoan bảo Cụ tổ nhà ta đã hơn 80 tuổi Bây giờ ta đi mời một ông đức tờ chuyên môn Chữa những bệnh cho trẻ con như thế là thượng sắt hoặc là cụ đau dạ dày thì mời cho một bác sĩ chuyên chữa bệnh đau mắt hoặc cụ ho xuyễn thì ta mời một ông chuyên chữa bệnh giang mai bà ngừng một lát rồi tiếp phải một ông cụ 80 tuổi mà ốm thì kể cũng chẳng cần gì phải mời đến một ông đốc tờ thích hiếp dâm cụ hồng nhăn mặt mà rằng ác một nỗi Cụ tôi không đau ốm bệnh gì. Vợ văn minh lễ phép thưa. Thứ ba, nếu vậy thì rất đáng lo. Nhỡ ra cụ đau tim thật mà ta lại mời nhầm một ông thầy thuốc chữa bệnh tim. Hay là cụ đau dạ dày mà ta lại mời đúng một ông chuyên chữa về bệnh dạ dày thì chí nguy. Vào lúc ấy, Xuân tóc đỏ khép nép bước vàng chào mọi người. Thì ai cũng gật đầu qua loa. Ai cũng có vẻ nghĩ ngợi nó ngồi né xuống một cái ghế và soi gương ngắm nghĩa bộ âu phục mới may do số tiền 5 đồng của ông phán dây thép mà nó coi là một cái bồng tự nhiên. Nó vui vẻ nghĩ thầm, vạn tuế những người trồng mọc sừng, ước gì ai cũng mọc sừng. Lúc ấy bà phó đoan lại hỏi cụ Hồng, thế cụ nhà đau như thế nào? Nhiều chứng bệnh lắm, ho khạc, rên suốt ngày đêm thế mà tôi hỏi thì lại bảo là đau dạ dày mới quái chứ xuân tóc đỏ nhanh nhầu hỏi bẩm cụ thế bệnh nhân có khó thở mắc đơm không cụ hồng đáp dễ có bẩm thế là xuyễn thuốc nào có vị long diên hương thì khỏi nhưng mà lại đau cả dạ dày kia mà xuân tóc đỏ lại nhanh nhầu nói như một nhà lang chính tông bẩm thế dễ bệnh nhân mắc cả hai thứ bệnh chắc là đã có tuổi lắm thưa cụ đau dạ dày là vì khí huyết tích trệ nên ăn uống không tiêu hoặc có khi vì mắc phạm phòng mà làm cho khí bế đầy hơi có người đau dữ dội có người đau âm ỉ như giả cách có khi đau từ bụng xuyên ra sau lưng bẩm cụ thấy bệnh nhân hay đau sau bữa cơm hay trước bữa cơm hình như là sau ăn cơm À, thế thì trong dạ dày thiếu nước chua Vì thiếu nước chua thì hay đau lúc no Mà thừa chất chua thì đau lúc đói Sau khi thấy Xuân Tóc Đỏ nói Như một cái máy như thế Bà Phó Đoan và vợ chồng Văn Minh đều kinh hoàng cả lên Không còn hiểu nguyên cớ vì đâu Thật là kỳ quái Không thể tưởng tượng được nữa vậy Cụ Hồng kính cần hỏi Xuân bẩm à, ngài Ngài làm gì mà giỏi về y lý như thế vậy ạ à? Xuân chưa kịp đáp Thì Văn Minh đã vội vàng đứng lên đỡ lời Một sinh viên trường thuốc Bạn con còn quên chưa giới thiệu với ba Xuân tóc đỏ không ngờ rằng khi xưa Lúc nó ngồi đọc quảng cáo Cho một hiệu thuốc Và phóng thanh Và ngồi trên mũi ô tô với bộ quần áo sặc lô Với cái mặt nạ thổi loa khắp phố phường Cho một ông vua thuốc lậu Nam Kỳ Thì chính nó đã tập đi đến khoa học Và do thế đến sự phú quý